Phật tử, Đại Bồ Tát làm thế nào biết cảnh giới của Như Lai ứng tránh đẳng giác? Phật tử, Đại Bồ Tát dùng trí huệ không chứa ngại, biết cảnh giới Như Lai, biết cảnh giới tất cả ba đời, cảnh giới tất cả cõi, cảnh giới tất cả pháp, cảnh giới tất cả chúng sinh, cảnh giới chân như không khác biệt cảnh giới pháp giới không chứa ngại, cảnh giới thật tế không bờ mé, cảnh giới hư không chẳng phân lượng, cảnh giới không có cảnh giới, đó là cảnh giới như lai. Phật tử như cảnh giới của tất cả thế gian vô lượng, cảnh giới như lai cũng vô lượng, như cảnh giới của tất cả ba đời vô lượng, cảnh giới như lai cũng vô lượng, cho đến cảnh giới như không có cảnh giới vô lượng cảnh giới như lai cũng vô lượng cảnh giới như không có cảnh giới tất cả mọi nơi đều không có cảnh giới như lai cũng như vậy tất cả mọi nơi đều không có phật tử đại bồ tát nên biết cảnh giới của tâm là cảnh giới như lai như cảnh giới của tâm vô lượng vô biên không ràng buộc không giải thoát cảnh giới như lai cũng vô lượng vô biên không ràng buộc không giải thoát Tại sao vì nhờ suy ngẫm phân biệt như vậy như vậy, hiển hiện vô lượng như vậy như vậy, Phật tử như Đại Long Vương tùy tâm mưa xuống, mưa đó chẳng từ trong ra, chẳng từ ngoài ra, cảnh giới như lai cũng lạ như vậy. Tùy suy ngẫm phân biệt như vậy, liền có hiển hiện vô lượng như vậy, ở trong mười phương đều không chỗ đến. Phật tử như nước biển cả đều từ sức tâm Long Vương sinh khởi, biển nhất thiết trí của chư Phật Như Lai cũng lạ như thế, đều từ nguyện lớn thủa xưa của Như Lai sinh khởi. Phật tử biển nhất thiết trí, vô lượng vô biên không thể nghĩ bàn, không thể nói được. Hôm nay tôi sẽ lược nói ví dụ, các vị nên lắng nghe. Phật tử cõi diêm phù đề có 2.500 con sông chảy vào biển, Tây Câu Gia Ni có 5.000 con sông chảy vào biển. Đông Phất Bà Đà có 7.500 con sông chảy vào biển. Bắc Uất Đơn Việt có một vạn con sông chảy vào biển. Phật tử Bốn thiên hạ này có hai vạn năm ngàn con sông như vậy, chảy vào biển liên tục không ngừng. Ý các vị thế nào? Nước đó có nhiều chăng? Đáp rằng rất nhiều.